Giai đoạn 1 của V-League 2023 đã chính thức khép lại với rất nhiều những bất ngờ đã xảy ra. Trong khi nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội tỏ ra thất thế vì sự vắng mặt dài hạn của những trụ cột, những thế lực mới đã nổi lên. Điển hình trong đó có câu lạc bộ Công an Hà Nội với những ngôi sao trong đội hình đội tuyển quốc gia đang vươn lên dẫn đầu bảng. Họ đang thể hiện sự vượt trội với 29 bàn thắng ghi được sau 13 vòng đấu, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở V-League 2023. Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, 8 đội bóng tham dự nhóm đua vô địch và 6 đội bóng tham dự nhóm trụ hạng đã được xác định. Ở đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang tạm nắm lợi thế với vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội bóng này và các đội xếp sau là không quá lớn, chỉ từ 1 đến 2 điểm. Tương tự như vậy, cánh cửa hy vọng sẽ chưa thể khép lại với BKMX Bình Dương, mặc cho họ đang đứng cuối bảng với chỉ 7 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay cả những đội bóng xếp trên hoàn toàn có thể bị BKMX Bình Dương vượt qua nếu họ cho thấy sự quyết tâm. Điều đó khiến giai đoạn 2 của V-League 2023 thực sự rất đáng theo dõi. Đó không chỉ là cuộc đua ở nhóm cạnh tranh trước vô địch, mà còn là sóng ở đáy sông, nơi tất cả sẽ chạy trốn khỏi vũng bùn. Và nếu bạn chưa biết, thì ban tổ chức giải vô địch quốc gia 2023 đã chính thức công bố lịch thi đấu giai đoạn 2 của mùa giải. Ở đó mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, và chỉ một kết quả bất lợi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng. Ngay ở vòng đấu đầu tiên của nhóm trụ hạng đã diễn ra trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng có nguy cơ xuống hạng cao nhất. Đó là trận cầu sinh tử giữa SHB Đà Nẵng và BKMX Bình Dương. Cho đến trước khi vòng đấu thứ 13 diễn ra, họ đều là những câu lạc bộ chưa giành nổi một chiến thắng ở V-League. Tuy nhiên, bất ngờ cực lớn đã xảy ra khi SHB Đà Nẵng đã đánh bại được đội bóng đang dẫn đầu bảng và có được 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Chiến thắng ấy không giúp họ có được vị trí trong nhóm đua vô địch, nhưng đã tạo lợi thế cực lớn về mặt tinh thần trước khi bước vào giai đoạn 2. Tiếp đà thăng hoa ấy, SHB Đà Nẵng sẽ đụng độ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp BKMX Bình Dương ngay tại Hòa Xuân. Vòng xoáy khủng hoảng vẫn chưa chấm dứt với thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, nhất là sau khi họ vừa nhận thêm một thất bại nữa trước Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu vừa qua. Trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, đội bóng đất thủ đã bổ sung khá nhiều tân binh, trong đó có trung vệ Cassius từng chơi bóng ở Brazil. Tuy nhiên, điều đó chưa giúp hàng thủ họ được củng cố trong một sớm một chiều. SHB Đà Nẵng đang hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để hướng tới chiến thắng tiếp theo. Họ được chơi trên sân nhà, có sự hưng phấn và các tân binh đang từng bước khẳng định mình. Nếu giành chiến thắng trước BKMX Bình Dương, đội bóng bên bờ sông Hàn sẽ tiến một bước rất dài trong cuộc đua trụ hạng. Không chắc họ có thể tiến thêm một vài bước trên bảng xếp hạng hay không, nhưng ít nhất khoảng cách 6 điểm trước đội bét bảng sẽ là động lực cực lớn cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức trong cuộc đua. Sự xuất hiện của Công an Hà Nội khiến thủ đô năm nay sẽ có ít nhất 6 trận derby. Trong đó, cuộc đấu giữa đội bóng này và Hà Nội FC thu hút sự chú ý hơn cả. Đó là trận đấu giữa đội bóng giàu thành tích nhất của V-League và thế lực mới đang đặt tham vọng lật đổ họ. Các khán giả phải chờ đợi tới vòng đấu thứ 5 diễn ra sau đây một tháng mới có thể chứng kiến trận derby thủ đô này. Dù vậy, với câu lạc bộ Công an Hà Nội, lịch thi đấu của họ ở 4 vòng đấu đầu tiên được đánh giá là tương đối vừa miếng. Những đối thủ như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Topelen Bình Định, Hải Phòng hay Thép Xanh Nam Định hầu như đều đã bị họ đánh bại ở lượt đi. Quan trọng là thầy trò huấn luyện viên Flavio Cruz sẽ đứng dậy như thế nào sau thất bại trước SHB Đà Nẵng. Và quan trọng hơn cả là sự lắp ghép phù hợp, bởi có vẻ như vị chiến lược gia người Brazil vẫn chưa tìm ra phương án tối ưu nhất để sử dụng ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC sẽ chào đón sự trở lại của Văn Quyết, cầu thủ quan trọng bậc nhất của nhà đương kim vô địch V-League. Còn nhớ ở trận lượt đi, Văn Quyết đã khiến hàng thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội phải chao đảo như thế nào. Đẳng cấp của Quyết Dừng vẫn chưa bao giờ mai một, và anh có thể là chìa khóa mở ra chiến thắng cho câu lạc bộ Hà Nội ở trận đấu này. Ở trận lượt đi, Đoàn Văn Hậu đã có ký ức không mấy tươi đẹp khi đối đầu với đội bóng cũ. Chắc chắn anh sẽ có rất nhiều điều để nói với Quang Hải, người sẽ trải nghiệm điều tương tự về thứ áp lực ở trận derby, ở trận đấu với đội bóng cũ. Nếu hai đội duy trì được phong độ cao cho đến trước khi vòng đấu này bắt đầu, thì trận derby Hà Nội có thể là bước ngoặt cho cuộc đua vô địch năm nay. Bất luận kết quả ở trận đấu vòng trước như thế nào, Công an Hà Nội vẫn sẽ phải bỏ qua tất cả và hướng tới trận derby tiếp theo với Viettel FC. Còn nhớ giai đoạn 1, những cú đấm knock out liên tiếp từ Hà Nội FC và Viettel đã khiến tân binh Công an Hà Nội loạng choạng. Đó là lần đầu tiên họ hiểu được sự khốc liệt của V-League, nơi mà hai đội bóng còn lại của thủ đô vẫn luôn là một thế lực. Bước vào trận đấu này, Công an Hà Nội sẽ càng nuôi thêm quyết tâm có thể trả đầy đủ món nợ ở lượt đi. Trên lý thuyết, họ vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dàn hào thủ trong tay. Có thể đến giai đoạn này, đội bóng ngành công an sẽ thực sự nóng máy giống như những gì đã xảy ra ở giai đoạn 1. Nhưng đừng quên, câu lạc bộ Viettel chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Hoàng Đức, Tiến Dũng, Tuấn Tài sẽ là những đối trọng so với dàn hào thủ bên phía đối thủ. Chưa kể đến việc tiền đạo Mohamed Essam cũng đang dần bắt nhịp với V-League và ít nhiều thể hiện được mình.
Đây sẽ là khúc cua cực khó với đội bóng ngành công an. Nếu họ vượt qua những thử thách này cũng đồng nghĩa với việc Công an Hà Nội đủ bản lĩnh để vô địch V-League. Còn nếu không, cơ hội có thể sẽ thuộc về Viettel FC, nhưng với điều kiện họ phải thể hiện sự ổn định sau 5 vòng đấu đầu tiên. Vòng đấu cuối cùng của nhóm trụ hạng chứng kiến trận chung kết ngược giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và BKM Bình Dương, hai đội bóng đang sở hữu tỷ lệ xuống hạng cao nhất trong mùa giải năm nay. Còn nhớ ở trận lượt đi, Chiến Hạm Đỏ đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ. Những tưởng đó sẽ là ngã rẽ để câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chơi thăng hoa hơn, nhưng rốt cục cả hai lại bước chung một con đường. Trước khi bước vào trận đấu này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải đụng độ với Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa và Hoàng Anh Gia Lai. Đó đều là những đối thủ không phải dạng vừa và hoàn toàn có thể khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mất điểm đáng tiếc. Trong khi đó, BKM Bình Dương cũng sẽ đụng độ với các đội bóng tương tự. Trong trường hợp cả hai đội đều có những kết quả giống nhau, thì trận đấu cuối cùng của mùa giải xứng đáng là trận chung kết ngược đáng được chờ đợi nhất. Giờ chúng ta giả sử như Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương sẽ duy trì khoảng cách một điểm. Rõ ràng đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ có chút lợi thế. Cộng thêm với đó, họ sẽ được chơi trên sân nhà Thống Nhất trước đối thủ. Mọi bất lợi đều đổ dồn lên Tiến Linh và các đồng đội, nên đội bóng đất thủ sẽ phải cố gắng với 200% nếu không muốn rơi vào tình cảnh tương tự trước khi bước vào trạng cuối cùng. V-League năm nay chỉ có duy nhất một suất xuống hạng. Dù nó thuộc về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay BKM Bình Dương, thì điều đó vẫn là một nét trầm buồn với các đội bóng phía Nam. Hoặc đó cũng là hồi chuông thức tỉnh để những đội bóng ở khu vực này có thể lột xác từ những mùa giải tiếp theo. Cũng là vòng đấu cuối cùng, nhưng nó sẽ diễn ra ở nhóm trên, nơi các đội bóng cạnh tranh chưa vô địch. Hãy nhớ đến bước ngoặt ở trận lượt đi, khi Công an Hà Nội xuất sắc đánh bại Đông Á Thanh Hóa ngay trên sân khách bằng một tỷ số tương đối khó tin. Họ thu hẹp được khoảng cách, sau đó kết thúc giai đoạn 1 với tư cách đội đầu bảng. Còn với Đông Á Thanh Hóa, đó cũng là bước ngoặt khiến họ sa sút phong độ trong những vòng đấu sau đó. Từ nay đến cuối tháng 8, vẫn còn quá nhiều biến số để nói về diễn biến, những khả năng có thể xảy ra ở cuộc đối đầu này. Nhưng rất có thể trận đấu này sẽ mang tính định đoạt đến chức vô địch V-League năm nay. Nếu điều đó xảy ra thì rõ ràng đó là một cái kết đáng được mong chờ trong một mùa giải V-League đầy sôi động. Công an Hà Nội hay Đông Á Thanh Hóa hay bất kỳ một đội bóng nào lên ngôi thì V-League năm nay vẫn quá hấp dẫn rồi. Chúng ta đều hy vọng mọi diễn biến sẽ diễn ra như dự kiến để cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này trở thành trận chung kết cho mùa giải. Đó là năm trong số những trận cầu rất đáng được chờ đợi ở V-League giai đoạn 2. Mùa giải ngắn nhất lịch sử sẽ chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc. Nhưng đây là 7 vòng đấu đáng được mong chờ nhất. Trước mắt các đội sẽ có một tuần để tham dự cúp quốc gia hoặc có một quãng nghỉ ngắn trước khi bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải. Và hãy cùng chờ xem phần còn lại V-League 2023 sẽ đem đến cho các khán giả những cung bậc cảm xúc trước khi mọi thứ trở nên chuyên nghiệp hơn ở mùa giải năm sau.